Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game lốc rút chứ mọi người. Thì lúc trước thì mình có dùng trái báo rồi trái này trái kia mình test, thì đánh boss admin và tìm cái Yoru mini. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái video như vậy nữa, nhưng mà nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là trái rồng, tại vì trái rồng nó vừa sale và có rất nhiều bình luận kêu là trái rồng đánh boss admin ngon này kia các thứ. Ok, đánh boss admin ngon này kia các thứ. Rồi bây giờ mình sẽ làm trái rồng đánh boss admin cho các bạn xem, coi thử coi test trái rồng đánh boss admin và gọi là series tìm Yoru mini cho đích phụ mình thần thứ NN cộng nhé. Rồi bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ cũng như mọi lần thôi, chúng ta sẽ đi đánh một con boss bí ẩn trước để coi thử bảo phụ nữ. Thì cũng như mọi lần thôi, mình sẽ đi đánh boss bí ẩn và xong đánh boss bí ẩn xong rồi có cái cúp thì mình cái cúp cầm cái cúp đi đánh boss admin và test cho mọi người xem. Quá là đơn giản luôn đúng không? Để coi kỳ này con boss bí ẩn ở đâu. Đấy, boss bí ẩn ở đây luôn. Như thế cho nó nhanh đây. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chiếc vòng chúng ta đánh đó nhé mọi người. Đó. Combo luôn. Combo luôn. Còn không? Combo luôn. Nhưng mà thôi lại mình nắm tay cho nó nhanh mọi người à. Trái rồng quánh xíu vậy thôi. Chứ quánh nhiều quá coi nhìn ngán ngẩm lắm. Đó, chỉ cần đánh vậy là được rồi. Rồi rồi. Dạ. Cứ dính cho ai. Rồi không có cái gì hết. Nói chung thì cũng như mọi lần thôi, test cho mọi người xem. Xong rồi khi nào cầm cái cúp trên tay thì mình lấy cái cúp, mình kích Haki lên, mình đánh boss admin cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ về mình random luôn. Mới một trái rồng hết 3,5 triệu Belly. Ở cái video trước thì mọi người thấy đó, mình cầm trái rồng mình quánh boss bình thường, xong mình đi cầm 20,5 đi săn multi cho mọi người xem vui vui. Rồi bây giờ mình random cái nha. Ui dồi, nguyên trái quay luôn, trời ơi, nên mình trái quay cái nhảy mũi luôn, ác thiệt chứ. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chờ những con boss bí ẩn nó ra để mình đánh lấy cái cúp thôi. Cũng như mọi lần, mình không quay boss bí ẩn đâu, khi nào có cúp thì mình mới cầm bên tay, mới quay tiếp thôi. Rồi, thì mọi người thấy đó, tên tay của tôi chính là cái cúp luôn. Tôi mới đánh có hai con boss thôi, nó đã cho tôi cái cúp rồi mọi người, quá là may mắn luôn, không biết nói gì hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay, giờ chúng ta đi kích Haki, chúng ta bật con boss lên, chúng ta đánh kiếm coi test cái con rồng này đánh cái con boss admin thì nó sẽ như thế nào nhé mọi người. Rồi let's go thôi, coi thử con rồng này nó sẽ làm gì được gì trước con boss admin nhé mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi kích Haki thôi, mình cũng chưa kích Haki nữa, kích Haki thì chắc cũng nhanh thôi mọi người, chờ mình xíu đi nha. Tốc độ thôi. Trời ơi, tôi sợ tôi đánh mấy tiếng đồng hồ nó không ra, nhưng mà không ngờ ra sớm như vậy. Không biết ra cái cúp sớm thì tôi có làm được cái trò trống gì với con boss admin này và cho ra cái Yoru mini hay là không đây. Trời đất ơi, quá là mệt mỏi mọi người ạ. Cũng coi như là trái rồng test đánh boss admin và gọi là series tìm Yoru mini lần thứ NN cộng cho cái đích phụ của mình luôn nhé mọi người. Trời ơi, tôi không ngờ tôi hên, tôi may mắn như vậy luôn. May mắn thì đồng nghĩa với việc là phải ra cái Yoru mini nữa mới may mắn được nha. Trời ơi, mệt thế nhờ. Không ra Yoru mini nữa thì thôi luôn đấy. Trời đất ơi, hôm nay là một ngày khá là may mắn. Ra rồng, ra bán rồng và đánh boss bí ẩn. Chỉ cần hai con boss thôi thì nó đã ra ba con chứ. Đánh ba con rồi, con đầu tiên mình quay và con thứ hai không có và con thứ ba nó đã có luôn, nhưng mà mình không có bật quay clip. Bật quay clip để làm gì mọi người, tốn thời gian lắm, mấy cái này thì không cần phải quay clip. Nó chỉ là đánh boss bí ẩn thôi, chủ yếu là chúng ta đến con boss admin nè, coi con boss admin đánh hay con trái rồng này đánh con boss admin như thế nào thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kích cái Haki màu đỏ lên, xong rồi mình sẽ triệu hoán con boss ra mà mình quất nó thôi. Để coi thử con rồng này nó sẽ làm được gì nha. Sau mình biến thành rồng, mình xê coi thử có đam như thế nào nhé mọi người. Đây, đây là cả chén hành nhé mọi người. Đó, chén hành quá là ngon luôn. Đây, đây là chén hành nhé mọi người. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ test chén hành đánh con rồng coi nó sẽ như thế nào. Thôi không liên thuyên nữa, chúng ta vào việc luôn. Let's go anh trai. Hello anh trai. Đây mình sẽ biến thành dạng rồng nha. Theo như mong muốn của bạn, mình sẽ biến thành dạng rồng và mình xê nè. Rồi rồi, đam như thế nào nha.
Ô mình phải ép nó vô góc mình chơi mới ngon mọi người ơi, mình phải ép nó vô góc mình chơi mới ngon, nhưng mà làm sao cứ biết cứ là dạng rồng như thế này trước đi. Đó bùm bùm, rồi dồn vô góc hà nè, cho nó nổ trong góc đi. Đó ép nó vô góc, ép nó vô góc rồi xê mọi người ạ. À, được ép nó vô góc rồi xê ngon á, chứ cũng được 10.000 đam. Đấy hỏi chiêu tiếp nè, thôi mình biến thành dạng nhỏ nha mọi người, biến thành nhỏ mình xì bam chiêu coi như thế nào. Đó kẹp theo cái melee này nữa. Đó rồi xê nè, ôi dồi ôi bùm. Đó coi nghe có vẻ như là mượt mà đấy chứ, nghe có vẻ mượt mà đấy, nghe có vẻ mượt đấy. Mượt chơi nè. Đó cũng ổn áp phết đấy chứ, cũng ổn áp phết đấy chứ. Nè nè dồn chiêu vô tiếp, rồi super của mình vô, super của mình vô ngon dồn chiêu như vậy là ngon này mọi người. Đó bùm, hồi xíu nữa mình kéo nó lên mình dồn cái mình dồn melee vô thử hết nha mọi người, kéo nó lên mình dồn combo thử ha, xíu nữa mình kéo nó lên mình dồn combo thử. Bùm boss cặc mi như chúng ta, đây xài chiêu đi, rồi để mình kéo nó lên mình dồn combo thử nha mọi người. Hụt một chiêu rồi, không sao, hụt một chiêu cũng không sao. Bà biến thành dạng rồng, biến thành... chưa đủ nhiệt lượng. Đây, rồng lộn đến đây, khe nè. Thấy không ngon lắm mọi người ạ, à. Biến thành dạng rồng không ngon lắm. Dạng rồng chỉ lên xài hai chiêu rồi thôi. Xong chúng ta tắt dạng rồng, đó. Tắt dạng rồng đi, ô, quýnh anh em một phết đó chứ. nhanh nha. Đó đánh nghe mượt phết đó chứ, kéo lên, ok kéo không được, không được thì đá được cũng ok phết đó, bùm. Trời, quýnh chiêu nào ra chiêu đó mọi người ạ, quýnh chiêu nào ra chiêu đó liền áo vàng luôn rồi nè. Lụm cái đầu liền, mili vô liền, hút lại liền, đạp vô mặt liền, mili vô liền, ngon chưa. Đó giờ biến thành dạng rồng, thổi cái này cái xong chúng ta tắt vậy thôi, không nên chơi chơi thì nên xài ở dạng này, chơi xài ở dạng này ngon hơn nhé mọi người, đó đá vô mặt liền. Làm sao mà đỡ được trời đất ơi, tôi quằn với con boss quá mọi người ạ. Tôi gần bật V4 mới được luôn rồi. Đó bật V4 mới được luôn rồi nha. Gần quá, biến thành dạng rồng. Hỏi cái tắt chiều. Đó, dồn melee vô bật cái V4 lên. Ôi chưa bật được. Bật cái V4 lên luôn. Như thế nào? Đây. Dồn melee vô liền. Trời đánh sướng như ta. Không ngờ. Biến thành dạng rồng nè. Thổi chứ ít nè, xong rồi tắt nè. Quýnh tiếp nè. Sướng như quýnh ngon như ta. Trời cơ, hôm nay tôi không tin mấy ông, giờ tôi tin rồi. Ồ, combo đã tay mọi người ạ. Rồi nó lên dạng phẫn nộ luôn rồi. Nó lên dạng 2 luôn rồi mọi người ạ. Mày lên dạng 2 hả mày? Cho mày dính vô góc này con. Vẫn chưa ngẫm mọi người ạ. Tôi quá trâu. Đó. Ây da, mới nó quá trâu nó quýnh cái Thập sình lady luôn. Ui vẫn chưa chết mọi người ạ. Ảo chưa. Đây. Biến thành này. Thổi một cái nè. Ui vẫn chưa chết luôn. Giờ thì đi rồi.
Ồ vậy là ngon rồi mọi người à. Một kill mà mình quýnh con boss như vậy là quá ngon rồi. Chỉ có một kill thôi mà mình quýnh nó bật dạng 2 lên luôn rồi mọi người. Vậy là được rồi. Vậy là quá ổn áp rồi còn gì nữa đúng không? Đây 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 đây. Dồn combo vô. Dồn combo vô. Dồn combo vô. Đó. Đánh boss nhưng mà cũng phải xài combo. Đánh boss nhưng mà cũng phải xài combo nha. Đánh boss nhưng mà cũng phải xài combo. Nó phải là như thế. Đánh boss nhưng mà kìa mất chiêu của tôi. Đánh boss nhưng mà phải xài combo nó mới vui mọi người à. À, ít phát này. Ok mất chiêu của tôi. Dám quýnh mất chiêu của tao hả mày? Trời đất ơi. Bùm. Combo nó mượt. Trời ơi, không ngờ không. Bạn kia tôi chấp nhận lời nói của bạn kia nha. Đấy tới đồng đánh boss ngon hơn. Tới đồng đánh boss ngon thiệt. Tới đồng đánh con boss admin ngon thiệt mọi người à. Con boss nó không làm được gì mình luôn mà. Ồ, đây là một trái quỷ đáng để chúng ta đem đi solo rồi. Bùm. Cho một kill nữa nè. Cho thêm một kill nữa nè. Gấp ông đi nè. Trời ơi, cơ quýt sướng nay. Không, cái này đúng là quýt sướng tay thiệt mọi người ạ. Boss nó không làm được gì mình luôn. Đây nè. Đinh ba gai nè. Biến thành dạng rồng nè. Hỏi cái nè, xong rồi tắt dạng rồng nè. Trời ơi, nó mượt mà thế nhờ. Mượt mà thế nhờ. Cái này mà cho Yoru Mini nữa đẹp nha. Cho cái Yoru Mini nữa thì đẹp luôn. Đó. Bụp. Trời ơi, nó nuột. Nuột thế nhờ. Không, lần đầu tiên mình cảm giác mình đánh boss mà mình không bị hành mọi người ạ. À. Lần đầu tiên mình cảm giác mình đánh boss mà mình không bị hành, nó vui mọi người ạ. À. Mọi người phải hiểu cảm giác mà đánh boss không bị hành nó vui lắm. Đánh boss nhưng mà không bị boss hành nó vui lắm mọi người ạ. À. À. Đánh boss nhưng mà không bị boss hành nó xuống lắm. À. Nãy giờ mọi người thấy con boss nó có quýnh tôi được cái nào đâu. À, kìa. Nó mới quýnh được một cái. Tôi mới nói cho nó quýnh được một cái. Xuống đây mày. Tao gấp mày đi nè mày. Ha ha. Từ từ. Cho chiêu nè. Chết nè. Sơi nè. Dính vô góc luôn mà. Đó, dồn combo vô, đá cái nữa, trời ơi, combo phát 25k đam. Trời ơi, nó nuột. Lần đầu tiên tôi cảm giác tôi đánh boss mà nó nuột như thế luôn á chứ. Đây. Super human vô. Ồ, nó nuột thật sự mọi người ạ. À. Combo săn multi đem đánh boss. Ồ, đất co. Đánh nuột thế nhờ. Biến thành dạng rồng nè. Hỏi cho cái này tắt dạng rồng đó. Quýnh vô mặt mày nè. Đó. Bật V4 lên. Ơ chưa được hả? Bật V4 lên luôn. Thế cho nó vuông. Combo vô. Trời. Ui 30 mấy cái đam luôn mọi người ạ. À. Sướng thật sự. Lần đầu tiên tôi cảm giác tôi quýnh boss nhưng mà tôi không bị hành. Nó vui lắm mọi người ạ. À. Nó vui mọi người ạ. À. Nó vui. Còng lên luôn. Rồi hết nhạc đam rồi. Hết nhạc đam thì tắt chiêu. Biến thành nhạc ngay thường. Rồi. Anh như thế nào? Gấp mày đi nè con. Billy nè con. Đạp vô mặt mày nè. Trời ơi. Rồi xong, mày đi. Ok. Mày đi. Chú vẫn chưa đi à. Chưa đi. Mày đi. Tôi biết ngay mà, cũng không ra Yoru Mini mọi người. Nhưng mà cũng như mới bỏ lại thôi. Mà nói rồi, test trái rồng đánh boss bí ẩn và boss admin và chuỗi series tìm Yoru Mini lần thứ N cộng của mình. Nói chung là cũng khá là vui mọi người à. Cái trái nồng này đánh boss đã tay thiệt mọi người à. Đánh con boss đặc biệt đã tay thiệt. Nó không làm được gì mình luôn á. Thôi rồi thì mình cũng sẽ kết thúc cái clip tại đây thôi. Cũng coi như là hoàn thành thêm được một trái quỷ hệ thần thoại nữa. Đánh boss admin cho mọi người xem luôn ha. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người những video sau luôn. Bye bye.